Đây là 5 cách đơn giản để bạn có thể giúp cho những người thân của chúng ta giải phóng tình trạng về đau đầu, căng thẳng, stress sau ngày dài làm việc. Với nhịp sống hiện đại chúng ta thì khi mà thấy rằng rất nhiều người chúng ta hay bị các tình trạng như là mất ngủ, công việc nó quá nhiều luôn ấy, nên là vừa mất ngủ vừa căng thẳng vừa đau đầu. Vậy thì ngay bây giờ huấn luyện viên Linh Lưu sẽ bật mí tới các bạn là 5 cái kỹ thuật massage để bạn có thể áp dụng để có thể là chăm sóc cho những người thân yêu của mình, và thậm chí mình có thể hướng dẫn lại họ để họ có thể giúp đỡ mình nhé. Xin mời huấn luyện viên Linh Lưu. Sau đây Linh Lưu sẽ chia sẻ cho các bạn 5 cách giúp cho chúng ta giải tỏa toàn bộ sự căng thẳng đau mỏi của vùng đầu nhé. Tớ ngồi xoay hướng nào? Đây, mời thầy ngồi quay chéo một góc 45 độ để cho các bạn có thể nhìn rõ được kỹ đây. Thuật hơn. Rồi, cách đầu tiên nhé, chúng ta sẽ quan sát vùng trán này. Phần trán là sẽ có hai khoảng cách này. Đây là phần giao nhau giữa tóc và trán này, và đây là phần chân lông mày này. Thì với kỹ thuật đầu tiên chúng ta sẽ miết một đường từ phần đầu lông mày. Dùng hai ngón tay nhé, đó là ngón giữa và ngón áp út. Cái lòng bàn tay của mình này và cùng cổ tay mình sẽ ép chặt vào phần phía trên mang tai như thế này, để giữ sao cho phần đầu của mình khi mà thả lỏng á, và khi mình miết lực vào trong phần trán hoặc là phần đầu nó không bị lung lay quá nhiều. Chúng ta đặt tay ở phần phía trên đầu lông mày này, miết một đường lên trên phần chân tóc sang hai bên phần thái dương. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy từ 5, 7 cho tới 9 lần nhé. 2 này, tiếp này, 3 này, sang thái dương, 4, 5, 6, 7. Và cách thứ hai của chúng ta sẽ nối liền luôn với cách thứ nhất, đó là khi mình dừng tay ở phần thái dương thì chúng ta vẫn dùng hai ngón tay đó này, và ngón tay cái của mình sẽ đặt phía sau phần mang tai như thế này. Được chưa? Các ngón tay còn lại chúng ta có thể duỗi thẳng hoặc là gập vào phía trong như thế này đều được. Hai ngón tay của mình nhá, sẽ là hai điểm chủ yếu để tác động sâu vào cái huyệt đó. Chúng ta sẽ xoay tròn hai phần thái dương từ trên về trước, xuống dưới về sau. Với điểm huyệt này chúng ta sẽ xoay tròn từ 8, 10 cho tới 12 vòng nhé. Rồi, cách thứ ba cũng sẽ nối liền với cách thứ hai, đó là ngón tay cái của mình sau khi đặt ở phía dưới huyệt sau gáy này thì chúng ta sẽ đưa lòng bàn tay ôm trọn xuống dưới phần cơ vai hoặc là phía trước của phần cơ xương quai xanh ấy. Thì chúng ta dùng ngón cái này tiếp tục xoay tròn, thì cái tay còn lại của mình sẽ đỡ nửa đầu phía bên này hoặc là ôm đầu phía bên này để sao cho cố định phần đầu của mình không bị di chuyển quá nhiều. Xoay tròn với điểm huyệt này chúng ta cũng sẽ xoay tròn từ 8, 10 cho tới 12 vòng các bạn ạ. Đổi bên các bạn nhé, sang bên trái này. Tiếp theo với cách thứ tư, ban đầu khi chúng ta nghĩ là việc đau mỏi hay căng thẳng thần kinh đó là do toàn bộ vùng đầu của chúng ta quyết định, nhưng không hẳn đâu ạ, mà đó là do phần cổ và phần cơ vai của mình nữa. Mục đích là vì máu lưu thông lên não bị ngăn chặn hoặc chậm lại do bó tắc toàn bộ phía cơ cổ và cơ cầu vai, cho nên chúng ta cũng sẽ dùng cách thứ tư và thứ năm này tác động để thông toàn bộ lượng máu đang di chuyển chậm dần do bị tắc nghẽn nhé. Bước thứ tư đó là chúng ta sẽ dùng vẫn ngón tay cái này, miết một đường thẳng từ phần dưới gáy dọc toàn bộ cơ cổ và dừng lại. Chúng ta sẽ đi một đường thẳng từ trên xuống dưới, lặp lại như vậy từ 8, 10 cho tới 12 lần. Với cách thứ tư này chúng ta sẽ hơi nghiêng đầu sang bên trái một chút và hơi cúi xuống một góc 10 độ thôi, miết chặt. Vẫn ở cách thứ tư nhé, sau khi chúng ta đã miết được 12 lần rồi thì tiếp tục thả lỏng toàn bộ cơ cổ. Tay trái của mình sẽ ôm lấy phần cơ cổ phía bên trái và tay phải đặt phía đầu bên phải của bạn, xoay tròn và bạn cố gắng thả lỏng cơ cổ. Rồi, việc xoay cổ sẽ để người bạn của mình dùng bàn tay xoay tròn nhé, kéo căng, căng giãn toàn bộ mũi cơ cổ của mình. Xoay từ 8, 10 cho tới 12 vòng, xoay thật chậm. Rồi, khi cúi xuống cầm chạm cổ, chúng ta tiếp tục đổi tay để đổi bên này. Lòng bàn tay ôm cổ và ôm cầu vai nhé, xoay tròn.
Rồi, và khi cúi đầu xuống là kết thúc cách thứ tư đúng không ạ? Cách thứ năm đó là chúng ta sẽ tác động một đường toàn bộ từ cổ này xuống tới chân cơ cổ, hay gọi là phía trên của phần cầu vai. Phần cầu vai là phần vai áo là chúng ta hay mắc quần áo đấy, hay phơi quần áo đấy. Thì chúng ta sẽ tác động vào điểm huyệt ngay giữa cơ cổ và cơ cầu vai đó, nhấn mạnh một điểm khoảng 3 đến 5 giây. Sau đó mình vuốt ngang lên cầu vai. Lần 2. Lần 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nhớ là từ 8, 10 cho tới 12 lần các bạn nhé. Đổi bên này. Điểm chân cổ và phần phía trên cầu vai. 1. Nhấn vào. 2 đến 3 giây. Miết sang. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Và 8. Vậy là đã kết thúc 5 cách để giúp chúng ta giải tỏa toàn bộ sự căng thẳng đau mỏi của vùng đầu rồi đấy. Hết rồi, dễ chịu quá, đang làm xíu ngủ luôn các bạn ạ. Rất là dễ chịu và rất dễ để áp dụng đúng không? Thì bạn có thể học và thực hành điều này cho những người thân yêu của mình để giúp họ có được sự thoải mái hơn sau một ngày dài làm việc. Và tất nhiên thì sẽ còn nhiều kỹ thuật khác nhau nữa, ví dụ như bị đau đầu này, có thể liên dẫn ra những tình trạng bị bó cứng phần vai, thì các bạn sẽ gửi tiếp một cái video mà huấn viên Linh Lưu đã hướng dẫn vật Mỹ Kỳ 3 về cách để làm sao chúng ta thể massage, xoa bóp cho người thân mình để giải phóng toàn bộ phần vai các bạn nhé. Nếu bạn thấy những cái kiến thức này là thú vị thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách là đăng ký follow kênh YouTube để mỗi khi có video mới hơn thì bạn là người nhận được đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.